Wow, mẹ đang về nhé, đang khui hàng cho các bác. Ngày mai em sẽ mẹ đang bóc hàng đây. Ngày mai em sẽ quay loa cho các bác. Có một số dòng loa bình dân mai về quay cho. Còn sau đây em sẽ giới thiệu đến các bác một số mã đầu giải mã. Vừa làm âm ly, vừa làm giải mã, vừa làm CD, vừa làm MD. Radio cassette có. Thì báo cáo quý vị là thì hàng thỉnh thoảng em cũng hay test từng cái chiếc đầu cho các bác đấy. Nhưng mà test như thế nó lâu lắm, nó mất thời gian. Tất cả những mặt hàng trên đây em báo cho các bác, báo giá như thế nào, báo tình trạng như nào em sẽ bao hoạt động như thế cho các bác. Nên cho nó đỡ, không nó mất thời gian đó các bác ạ. Mà các bác xem chi tiết giúp em là em sẽ báo chi tiết từng mã đầu và tại sao nó có mức giá cao hơn con này, con kia cao hơn, nó đều có lý do. Đối với con Kenwood này thì em đã có bản test riêng rồi. Em vừa test cho các bác rồi, con này là con số thứ tự của nó là số 3. Giá 600.000. Tại sao nó giá 600.000? Con này CD nó đọc kém, tóm lại không tính CD. Đĩa MD đọc tốt. Đĩa quay bằng cassette ok, đọc tốt hết. Có thể cắm TV, điện thoại, máy tính, laptop cho nó chạy qua và nó có thể đánh được những đôi loa nó có tầm khoảng độ 140-150W. Đấy, tổng công suất của nó. Đấy. Chiếc đầu này 600.000. Hoạt động tốt bình thường. Có chế độ chỉnh cho âm thanh riêng. Và có chế độ ghi đĩa cho MD đây. Rec MD đây. Và ghi cả cassette luôn. Đấy. Số 3. Sang đến con số thứ 4. Con số thứ 4 là con đầu Onkyo. Thì tất cả những chiếc dàn là, và các quý vị là tất cả những chiếc dàn âm thanh nhé. Tất cả những chiếc bộ dàn âm thanh mà quý vị nghe nhạc trên trực tuyến ấy, nghe nhạc trên YouTube ấy, thì bắt buộc các bác phải có những chiếc đầu có giải mã này. Chiếc đầu này quý vị có thể cắm sang những bộ dàn nghe nhạc, bộ dàn karaoke rất là hay. Chiếc đầu này chiếc số thứ tư là số 4. Nó có những chức năng là giải mã này và đưa xuống những cái bộ dàn karaoke, bộ nghe nhạc rất là hay luôn. Đây, nó gồm có bao nhiêu cái đầu luôn. Nó gần như nhau hết. Nhưng nó chỉ khác là con này có thể đọc được đĩa DVD này. Các nhìn chưa? Con này đọc được DVD số thứ tư, giá 1.600.000. Tất cả chức năng của nó là hiện tại này, CD, DVD, CD được này, đĩa DVD được này, đĩa MD được, cổng cắm AUX là cổng điện thoại máy tính laptop ấy được này. Giải mã digital đều ok hết, được chưa? Con này chạy hoàn hảo hết ạ. Giá 1.600.000, số 4 1.600.000. Được chưa? Đấy. Về phía sau của nó đây. Phía sau của nó đây ạ. Phía sau phía dưới con dưới đây. Có cổng giải mã, cổng quang ấy, cổng vào cổng ra luôn, cổng cắm loa, cổng cắm sub, cổng video có hết ạ. Đấy là con số 4. Sang đi con số 5. Cũng mức giá 1.600.000. Hai con này và con kia không khác gì nhau mấy. Bởi vì tại sao? Con này cũng chạy được đĩa DVD. Đây ạ, con này chạy được cả DVD. Đấy, có nhìn nhá. Nó chạy được DVD luôn. Con số 5 chạy được đĩa DVD hết. Có giải mã. Nó gồm có chạy đĩa DVD này, CD DVD này, chạy đĩa MD ok này, cắm cổng điện thoại máy tính laptop AUX được này, giải mã ok hết, được chưa? Số 5 cũng giá 1.600.000 như thế. Sang đến con bên này, có nhiều bác thì đấy, nhiều bác không biết đấy. Bác bảo tại sao hàng xóm nhà tôi, em nói rồi đấy. Hàng xóm nhà tôi nó mua có con rẻ thì có mấy trăm nghìn mà sao anh ấy bán cho tôi tận 1.500.000 mới lại 1.600.000. Đây các bác ạ. Mà người ta mua có 1.200.000 mà tôi phải mua 1.600.000. Đây ạ, có 900 thôi các bác ơi. Nhá, bác nhìn nó có khác gì nhau không? Nó giống hệt nhau chưa? Nó giống hệt nhau, nó không khác gì. Nhưng con này nó có cổng quang. Nhưng nó lại là cổng ao ấy, cổng đi ra chứ không phải cổng vào. Nên là chế độ giải mã của nó không có. Các bác về bác bảo tôi cũng có cổng quang, nhưng bác để ý hộ em nhé. Con này có số 6, có 900.000 thôi ạ. Tại sao? Nó không được làm được nhiệm vụ giải mã, nhưng nó sẽ làm được nhiệm vụ công suất. Nó làm vụ công suất đây này. Đằng sau này. Nó có thể đánh đôi loa, đây nhá, con này là đánh đôi loa bình thường của nó là 140W rồi, được chưa? Có cổng sub này. Đây cũng có cổng quang này. Các nhìn cổng quang chưa? Nhưng cổng quang nó có ghi chữ out này, quit này. Đọc tiếng cho nhanh, optical. Quit này là cổng ra chứ không phải cổng vào. Nếu muốn giải mã thì nó phải có cổng vào như bên này này. Đây này, nó phải có cổng in này chứ không phải ao như này, được chưa? Vì vậy, chính vì vậy con này quý vị có thể cắm này, máy tính, TV, điện thoại, laptop vào đây thoải mái này, và cắm ra các bộ dàn thoải mái luôn, được chưa? Nên chính vì vậy đây cả cổng sub luôn, nên con này có thể đánh được đôi loa khoảng độ 160 đến, nó tổng lại xích xuất gần 200W, vì loa theo dàn của nó đã 140W rồi. Đấy, cái này được chưa? Em báo rồi. Con này con số 6 này có mức giá là 900k nhé, chứ không phải như có một số bác hỏi em là bác tôi mua 1.200.000 nhưng bác
hàng xóm tôi chỉ mua có 1,2 triệu mà bác bán cho tôi 1,5 triệu, 1,6 triệu. 1,5 triệu, 1,6 triệu là con này. Con này em bán có 900 thôi. Đấy, 900k cho bác. Bác cắm tivi, điện thoại, laptop, máy tính vào qua nó, đánh loa, nghe nhạc hoặc nghe từ tivi xuống rất là hay. Được chưa? CD, MD, AUX chạy bình thường. Đĩa CD hoạt động tốt, 900.000. Sang tiếp tục con nữa, đó là con số 7. Giá 1,500,000. Đấy, 1,500,000. Thì tại sao nó lại là 1,500,000 ạ? Tại vì là con này cũng có giải mã, nhưng mà nó là đĩa CD. Bác nhìn nhá. Nó đĩa CD, con bên này chạy được DVD này. Nhá. Nhưng con này chạy được DVD. À DVD. Nhưng con này nó chỉ chạy CD thôi. Chỉ CD. Được chưa ạ? Nó chỉ chạy CD thôi. Quên mất con này 1,300,000. Bởi vì con này MD lúc nhận lúc không thì không thể lấy được. 1,300,000 ạ. 1,300,000, nhìn chưa? Con số 7, 1,300,000. Con này CD đọc tốt, cắm TV, điện thoại, máy tính, laptop vào tốt, làm giải mã tốt, giải mã cho các bộ dàn nghe nhạc tốt ạ. Số 7, 1,300,000. Sang con số 8, cũng 1,300,000. Con số 8 này là giải mã tốt này, MD chạy tốt, AUX chạy tốt, CD thì lúc nhận lúc không. Nhưng CD này các bác cứ để, em dám cá con này với các bác là bác cứ cắm điện khoảng 1-2 ngày là bác đọc được CD. Bởi vì là em đã nói lúc nhận lúc không thì em biết ngay là nó cứ nóng lên rồi nó sẽ nhận được. Bởi vì là hàng bãi để lâu ngày nó ẩm đấy, nó ẩm. Dám cá luôn, bác nào cứ lấy con này về mà cắm một độ dùng một độ 5-3 ngày mà không chạy em cho tiền triệu luôn. Bởi vì em đã cho đĩa đâu nó nhận rồi, nhưng lúc nhận lúc không thì em biết ngay là tình trạng cái mắt của nó bị ẩm. Đấy, em xin phép được giới thiệu thế cho nó nhanh. Chứ bây giờ con nào cũng test, em giới thiệu như thế nào em dám đảm bảo về chất lượng, về những lời em nói là ví dụ con này là MD nó không đọc thì em sẽ gửi cho bác con như này, MD không đọc. Mà khi gửi cho các bác thì em sẽ test tình trạng, có tình trạng gì khác thì em sẽ báo cho các bác luôn, chứ không bao giờ cứ gửi ảo ảo đi, xong gửi quay đi quay lại nó mất thời gian lắm các bạn.